bão số 4 chưa đổ bộ vào đất liền, nhưng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Bình đã có những cơn gió lớn, mưa rất dữ dội. Hình ảnh chúng ta đang xem được trên cầu Thuận Phước của thành phố Đà Nẵng. Gió rất là lớn, các phương tiện xe máy không thể di chuyển qua cầu và bắt buộc phải quay đầu. Một số ô tô đi chậm để kèm cho những chiếc xe máy di chuyển qua cầu thuận lợi. Như chúng ta thấy, mọi người đều phải dừng xe lại bởi vì gió cực kỳ mạnh và mưa kèm theo mưa, đường trơn trượt, rất là khó di chuyển. Mọi người chú ý khi lưu thông qua khu vực cầu Thuận Phước trong những ngày mưa bão, bởi vì cầu khá là cao và gần biển, cộng với gió mạnh ở khu vực này thường xuyên xảy ra, cho nên là việc mà di chuyển trên cầu quá rất là nguy hiểm.